kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao quy hoạch nhân sự cấp cao, tổng trọng thường chọn các quan chức đã nhúng chạm? Sau vụ án chuyến bay giải cứu và chuẩn bị cho phiên tòa xét xử đại án Việt Á đã có quá nhiều động thái cho thấy ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang tìm mọi cách để mà giảm nhẹ tội cho các quan chức phạm tội. Cũng bởi lý do công tác nhân sự của Tổng Bí thư có vấn đề nên mới được nửa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 13 đã rơi dụng hàng loạt do tham nhũng. Đó là các cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. Điều đáng tiếc cho Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nếu công tác quy hoạch nhân sự cho Đại hội lần thứ 13, người đứng đầu Tiểu ban Nhân sự của Đại hội lóng tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp xếp nhân sự theo đúng quy định nghiêm ngặt và triệt đề của các quy định về công tác tổ chức quy hoạch nhân sự cao cấp thì cũng chẳng có chuyện ngày hôm nay ông cựu bộ trưởng Long đang phải đối diện với mức án tử hình. Tuy nhiên có lẽ chỉ là án trung thân vì kết luận điều tra của Bộ Công an đã liệt kê những công trạng thành tích trước rồi. Cương quyết không để lọt vào ban chấp hành trung ương những người có biểu hiện tham nhũng. Theo báo tuổi trẻ vào ngày 14 tháng 5 năm 2020, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh rằng cương quyết không để lọt vào ban chấp hành trung ương đảng những người có biểu hiện cơ hội chính trị tham vọng quyền lực xu nịnh chạy trọt tham nhũng quan liều, cục bộ vận động cá nhân phe cánh vân vân vậy mà có những thông tin từ giới thạo tin đã nói với tờ thể báo chấm d với điều kiện ẩn danh khẳng định ông nguyễn thanh long do có các biểu hiện cơ hội chính trị tham vọng quyền lực xu nịnh chạy trọt tham nhũng nên ông này đã hai lần bị gạt khỏi Ban chấp hành Trung ương Đảng vì bất tín nhiệm. Cụ thể, lần thứ nhất tại Đại hội Đảng lần thứ 12 vào tháng 1 năm 2016, ngành y tế được phép đề cử hai ứng viên tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng, đó là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và Thứ trưởng Nguyễn Thành Long. Kết quả cả hai vị đều không trúng ứng cử ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và ngành y tế là ngành duy nhất không có ủy viên Trung ương Đảng tại đại hội lần thứ 12. Rồi sau đó trong cuộc chạy đua vào ghế Thứ trưởng Bộ Y tế giữa Trương Quốc Cường và Nguyễn Thanh Long, ông Long đã thất thủ. Để rồi vào năm 2018, Nguyễn Thanh Long được ưu ái đưa về bổ nhiệm chức Phó ban tuyên giáo Trung ương. Danh sách các ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 Dẫn vụ việc liên quan đến việc lựa chọn nhân sự là Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng tương tự như quy trình lựa chọn bố trí nhân sự bộ chính trị để thấy rằng theo điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2006, cơ quan bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định rõ, bộ chính trị là cơ quan lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng đại biểu toàn quốc, thực hiện của ban chấp hành trung ương, quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách, tổ chức cán bộ, quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của ban chấp hành trung ương Đảng báo cáo công việc yêu cầu của ban chấp hành trung ương những vấn đề cấp bách đột xuất thuộc trách nhiệm của ban chấp hành trung ương nhưng chưa kịp họp thì ban tập thể bộ chính trị bàn bạc quyết định và báo cáo lại ban chấp hành trung ương ở kỳ họp gần nhất các thành viên trong bộ chính trị do ban chấp hành trung ương bầu ra bộ chính trị gồm các ủy viên chính thức trong lĩnh vực nhân sự Bộ Chính trị có quyền quyết định thay giới thiệu nhân sự cho các chức vụ quan trọng trong bộ máy của Đảng, nhà nước và các đoàn thể, không kể các chức danh do Ban chấp hành Trung ương hay Ban bí thư quyết định theo phần cấp. Và một quyết định rất quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Đó là nguyên tắc lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, nghĩa là tránh tình trạng lãnh đạo tối cao, độc đoán, độc tài, bởi quyền lực sẽ được san sẻ cho các cá nhân và tổ chức khác của Đảng. Đối chiếu với những điều kể trên thì sẽ thấy Kỳ từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, 13 danh sách cơ cấu của các ủy viên Bộ Chính trị thường có một vài lãnh đạo từng là ủy viên Bộ Chính trị hay các lãnh đạo khác đã từng nhúng chàm xong vẫn được cơ cấu tiếp. Đại hội lần thứ 12 có các ủy viên Bộ Chính trị như ông Đinh là Thằng Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải. Còn đại hội lần thứ 13 thì có ông Trần Tuấn Anh, Phạm Bình Minh Đinh Tiến Dũng là bí thư Hà Nội, thậm chí có cả Phạm Minh Chính là thủ tướng chính phủ. Ủy viên Bộ Chính trị Đinh Tiến Dũng, bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Một câu hỏi đặt ra là tại sao ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tư cách là trưởng tiểu ban nhân sự lại có lối cơ cấu vừa bừa vừa ẩu đến như vậy? Phải chăng tổng trọng không nắm được các thông tin sai phạm của các cá nhân vừa kể trên? Xin khẳng định, Tổng Bí thư không những biết mà thậm chí còn biết rất rõ hơn ai hết song do nắm được các tử huyệt của tất cả các ủy viên bộ chính trị nói riêng và các nhân sự lãnh đạo các cấp nói chung nên ông tổng bí thư có toàn quyền khống chế và buộc họ phải thực hiện các yêu cầu của tổng bí thư ở mọi vấn đề đặc biệt khi cần thông qua các nghị quyết của bộ chính trị theo nguyên tắc lấy số đồng thì ý muốn của tổng bí thư luôn được đa số các ủy viên bộ chính trị ủng hộ vì các ủy viên Bộ Chính trị đã nhúng chàm thì làm sao dám biểu quyết ngược. Đó là lý do nhân sự các khóa lãnh đạo gần đây, thỉnh thoảng lại có tin ủy viên Bộ Chính trị A sắp bị xử, ít lâu sau lại có tin đồn ủy viên Bộ Chính trị B sắp liền thớt vân vân. Nhưng hầu hết chẳng thấy xử lý gì. Ủy viên Bộ Chính trị Đinh Tiến Dũng, Bí thư Hà Nội là một dẫn chứng rõ nhất. Quan chức thông qua các trợ lý của mình trước mỗi mùa nhân sự cũng kiếm được một mớ tiền kha khá một là chạy tội cũ để không bị xử lý hai là thừa thắng sắp tới để chạy cơ cấu tiếp với chức vụ cao hơn trong kỳ đại hội sắp tới nhưng đổi lại các vị trí đó luôn sống trong nơm nớp sợ sợ hãi và thực hiện mọi yêu cầu của ông tổng bí thư vì đã bị nắm thóp đó là lý do vì sao quy hoạch nhân sự cấp cao ông tổng bí thư nguyễn phú trọng thường chọn các quan chức đã nhúng chạm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Ninh Trung Khoa Thời Báo .d với bản tin vì sao quy hoạch nhân sự cấp cao tổng trọng thường chọn các quan chức đã nhúng chạm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo đề kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin ghế phó thủ tướng của ông Lê Văn Thành chính thức chống chủ cửa nào cho Nguyễn Thành Nghị đầy như vậy là sau 9 tháng chiếc ghế phó thủ tướng của ông Lê Văn Thành giờ đây mới chính thức bỏ trống ở nhiệm kỳ trước có đến 5 phó thủ tướng nhưng nhiệm kỳ này tinh gọn còn 4 phó thủ tướng và hiện tại chỉ còn 3 phó thủ tướng đang làm việc, còn một ghế trống đang chờ người chám vào. Ông Nguyễn Thành Nghị đang có cơ hội lớn ngồi vào chiếc ghế trống của ông Lê Văn Thành để lại. Vào ngày 6 tháng 9 năm 2021, ông Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 1460 phân công công việc của thủ tướng và các phó thủ tướng chính phủ. Trong đó, ông Lê Văn Thành được phân công như sau: thay mặt thủ tướng chính phủ trực tiếp theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực công tác như công nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn thương mại xuất nhập khẩu xây dựng giao thông vận tải tài nguyên và môi trường chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu quy hoạch tổng thể quốc gia quy hoạch vùng quy hoạch tỉnh chỉ đạo đảm bảo năng lượng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả các công trình trọng điểm quốc gia các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của pháp luật các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, vân vân. Công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. B. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ theo dõi chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường. C. Là làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Tài nguyên nước, Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về Phát triển điện lực, Trưởng ban chỉ đạo nhà nước và các dự án trọng điểm về dầu khí, trưởng ban chỉ đạo nhà nước về các công trình dự án trọng điểm của ngành giao thông vận tải. Trưởng ban chỉ đạo điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, trưởng ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Liên bang Nga chủ tịch các hội đồng và ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan. Và liệu ông Phạm Minh Chính có giúp được Nguyễn Thanh Nghị hay không đang làm câu hỏi được đặt ra. Sau khi ông Lê Văn Thành ngã bệnh, ông Phạm Minh Chính đã xé nhỏ những công việc của ông Lê Văn Thành, chia cho bà Phó Thủ tướng còn lại. Giờ đây, ông Lê Văn Thành đã từ chặt thì xem như chính phủ sẽ chọn người thay thế ông Thành, đồng thời gom các nhiệm vụ của ông Lê Văn Thành giao cho người kế nhiệm. Ghế của ông Lưu Văn Thành lâu nay được xem là vị trí mà ông Nguyễn Thanh Nghị nhắm tới. Từ khi ông Thành mới ngao bệnh thì dư luận đã dâm gian về việc Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị sẽ là người thay thế. Tuy nhiên cho đến nay thời gian đã kéo dài đến 9 tháng trong chính phủ cũng đã xuất hiện nhiều nhân tố mới cho nên không biết liệu ông Nguyễn Thanh Nghị có còn là ứng viên số 1 cho chiếc ghế trống này hay không trước đây đặng quốc khánh là đối thủ chính trị của nguyễn thành nghị là bí thư tỉnh ủy hà giang tuy nhiên hiện nay đặng quốc khánh đã là bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường là một thành viên của chính phủ ông khánh cũng là một khuôn mặt sáng giá cho chiếc ghế phó thủ tướng ông nguyễn tấn dũng được cho rằng sẽ vận động được gì cho con trai nhân cơ hội lớn này nếu nói về năng lực thì nguyễn thành nghị hoàn toàn có thể ngồi vào chiếc ghế của ông lê văn thành để lại tuy nhiên chuyện có khả năng không có nghĩa là được chọn cứ mỗi lần ghế trống xuất hiện thì việc tranh giành nó lại nổi lên lần trước khi phạm bình minh và vũ đức đam ngã ngựa tưởng rằng nguyễn thanh nghị nhanh chân chiếm một suất nhưng cuối cùng nghị chẳng làm được gì giờ đây nếu nguyễn thanh nghị nhanh chân thì tương lai sẽ mở ra cánh cửa rất lớn nhưng nếu lại chậm chân một lần nữa thì sẽ rất khó khăn cho nghị nguyễn thanh nghị đang có lợi thế đã được sự ủng hộ của ông Phạm Minh Chính, nhưng đối thủ mạnh nhất của Nghị là Đặng Quốc Khánh, một nhân vật thuộc nhóm lợi ích tại Hà Tĩnh. Nhóm này rất mạnh, rồi ai sẽ là người nhanh chân hơn đây? Ngoài ra còn có một số ứng viên tiềm năng khác cũng đang muốn tranh đoạt chiếc ghế chống này. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ghế phó thủ tướng của ông Lê Văn Thành chống chủ. Cửa nào cho Nguyễn Thành Nghị? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de.